Với trên 4.130 ha chè, huyện Phú Lương là địa phương có diện tích trồng chè lớn thứ hai của tỉnh. Phát huy thế mạnh này, thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu trà Phú Lương, nâng cao giá trị sản phẩm từ cây chè. Hiện nay, giá trị sản xuất trà của huyện Phú Lương ước đạt trên 1.265 tỷ đồng một năm. Để khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến trà, huyện đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Giai đoạn 2021-2023, tổng kinh phí hỗ trợ sản phẩm chè trên địa bàn huyện là hơn 18 tỷ đồng.